Đại Tần Thái tử Phù Kiên đang chờ lệnh khương đi. Tuyên nhập. Dạ, thần thái tử Tần Triều xin bái lễ khương đế, cầu khương quốc bá bá an. Đại Tần thái tử đó à? Phù Kiến, mi quá là có tim hùm gan hổ, dám nhập khương, dám đối diện với ta, giết bao tướng nhà khương, nghịch loạn chống hoàng gia. Quá khứ năm nào Phù Kiên đã giải vân, xin trên thánh hoàng thương hiệu mà bỏ qua. Thế sao ngài còn biết đạo nghĩa, biết nhìn nhận lỗi lầm? Mỹ thân đáo khương quốc thì khoan có ngày về. Xin phụ hoàng thánh chỉ phán ban, thấu nhi đang chờ kiếm sẵn trong tay. Bao năm phán hồi cố quân, dáng mỹ miều đượm thắm liễu thân, lại thêm sắc sảo nét châu mài, đẹp trạng người khương quốc công nương. To gan! Phù Kiên đến đây chỉ mang theo một thỉnh cầu, xin khương đế gia ân mà dung tình. Lùi xuống. Cơ nhi, thái tử đây lần nhận chung ngũ hồ, con có bị rơi gươm cũng không có gì phải tủi hổ. Phù Kiên, người dám uy hiếp công chúa trước mặt ta, chẳng khác nào không xem trẫm ra. Bẩm khương đế, công nương rút gươm chém tôi vì chút lòng tự ái. Quân tướng quyết tử lấy mạng Phù Kiên này, chỉ xin hỏi đại khương cửa sao không giữ lời ước giao. Dùng đất lưỡng châu còn đấu cuộc sông Thanh Bình, phá núi đốt rừng biết bao dân lành bỏ mạng. Tại ngờ mắt lấp xưa nay phù sinh vốn yếu hèn, nay danh nghĩa là một thái tử chốn Đại Tần. Thần đáo khương chào để hỏi tội đại khương. Hỏi tội đại khương. Phù Kiên, lưỡng châu là do phụ sinh hai tay dân tặng, để nhận từ khương châu báo nhung lụa, xây cất phụng lầu xa hoa phù phiếm, bán dần bán đất ta chỉ là người mua. Còn mi sao dám trước mặt ta ngang tàn, nên nhớ trên người mang nặng quyết thống của đại khương. Nếu không muốn nhìn cốt dục thâm tình, thì cũng đừng vô tình làm nhục đến người xưa. Điệt nhi nào dám quên lưỡng tộc nghĩa thâm ân, lời dạy mẫu thân luôn mãi nặng lòng. Ngoại tổ khương quốc gia đình, có đất thì trách nơi cửu hoàng. Lời đã giao mà người đành bội ước, giang tiếng khương hoàng mà lại hí ngôn. Thái tử, tôi khuyên ngài nên giữ mạng, muốn ra khỏi nơi này thì cần nên cẩn trọng, xúc phạm thanh hoàng thì đó khó an thân. Một tiếng ban ra đại nội quân không cần tuốt võ, ngài hãy khôn ngoan mà tạ lỗi với thánh hoàng. Khuyên ngài đừng hồ đồ thách thức tâm này, đừng ngang tàn mà lửa cái dầu nổ đang bừng sôi. Lửa trong lòng ta đã cố dằn suốt mấy năm trường, nếu chẳng giữ thâm tình thì chiến cuộc đã xảy ra. Tỏ gan, đại nội quân!